Hello và xin chào mừng bạn quay lại với một video mới từ mình. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao khi mà tạo kênh mới YouTube thì một thời gian nó rất là dễ chết, và có rất là nhiều nguyên nhân chết. Thì ở đây á, có một số cái nguyên nhân mà mình lúc trước mình gặp phải ha, và mình cũng share kinh nghiệm luôn. Và nếu như mà bạn gặp phải cái tình trạng như mình á thì có thể khắc phục đó. Thì có rất là nhiều người hỏi mình là một kênh YouTube, một cái Gmail á, thì một Gmail nè đó, thì tạo được nhiều kênh đó. Thì thông thường thì một Gmail bạn có thể tạo được unlimited kênh, nhưng mà nó sẽ có một cái rủi ro là nếu như mà cái mail này của bạn chết á, thì toàn bộ hoàn toàn những cái kênh mà bạn làm từ cái mail đó nó đều đi hết đó. Thứ hai á, là nếu như mà tạo kênh á, thì chúng ta nên tạo kênh chính để đó thôi, còn những kênh mà chúng ta làm thì chúng ta nên làm trên kênh phụ hết đó. Rồi còn thêm một cái nữa là một mail không nên tạo quá nhiều kênh YouTube. Nếu mà tạo quá nhiều á, thì mình nói ở cái khúc ban đầu là nếu mà cái mail đó chết hoặc là mail đó bị vấn đề gì đó thì toàn bộ những kênh YouTube của bạn đều đi sạch đó, nếu như bạn không backup những kênh đó lên hoặc là trao quyền cho những kênh khác. Rồi vậy thì để đó là một số cái nguyên nhân ha. Thì mình sẽ ghi ha, nguyên nhân đầu tiên á, là một mail tạo quá nhiều kênh. Thứ hai á, là mail bị fault ha. Mail bị fault á, thì cái này mình không có gõ được, bởi vì nó có rất là nhiều cái fault. Ví dụ như là bạn bùm quảng cáo nè, bùm quảng cáo của Google, hoặc là bạn dùng cái mail này để bạn làm mấy cái kênh 18 cộng đó, hoặc là bạn dùng cái mail này để làm những cái web 18 cộng, hoặc là bạn dùng cái mail này để làm những cái gì đó mà cái thằng Google nó đánh vào cái sổ đỏ đó, tức là cái mail bị fault. Hai á, là cái wifi nhà bị fault đó. Thì bị fault thì nó cũng nguyên nhân giống như ở trên là cái mail ha. Rồi thứ ba là thiết bị cũng bị fault luôn đó. Thiết bị bị fault thì như mình nói đó, bạn ví dụ bạn dùng cái máy tính của bạn mà bạn đăng nhập cái mail bị fault nè, làm cái wifi fault, thì cái máy tính của bạn cũng dính fault luôn đó. Thì khi mà bạn tạo một cái kênh mới thì nó auto, nó rất là dễ chết đó. Rồi thì tại sao mà một số người càng làm càng chết mà một số người không biết làm gì hết mà sống nhăn răng sống dài hạn, đó là những cái nguyên nhân mà phổ biến nhất đó. Về cách khắc phục á, thì nếu như mà mail fault á thì mình bỏ cái mail đó đi, mình làm một cái mail khác đó. Wifi nhà thì tốt nhất là bạn nên câu cái mạng khác đó, bỏ cái mạng đó. Ví dụ như bạn đang xài của thằng Viettel thì bạn bỏ đi, bạn xài của thằng Vina hoặc là bạn xài của thằng FPT gì đó, tức là nó đánh cái IP wifi. Còn nếu như cái thiết bị bị fault á thì bạn cài lại Win là được ha. Nhưng mà có một số cái con AI của Google nó khôn đến nỗi là nó cài dính cái mã nguồn trong cái main của máy bạn luôn. Vậy tốt nhất á là không dùng cái máy đó để làm YouTube nữa. Cái máy đó thì mình dùng để là render hoặc là mình làm gì đó ngoài YouTube ra đó, và không quản lý những kênh mà mình cảm thấy là kênh chính chẳng hạn đó, thì mình dùng cái máy đó để làm việc khác ha. Rồi thì tốt nhất thì mua máy mới thôi, còn nếu mà chưa có điều kiện, không có điều kiện thì mình dùng máy khác, hoặc là mình đi cài lại Win ha. Cài lại Win thì nó cũng khá là ok. Đó là cách khắc phục á, thì mình dựa nguyên nhân bị cái gì rồi mình khắc phục cái nguyên nhân đó thì nó sẽ hết ha. Rồi còn một cái nữa là cái tool mà để khắc phục á, thì như thế này, mình demo luôn ha. Đa số là chúng ta sẽ làm theo cách này. Giờ mình bật một cái đó, thấy không? Đó, đa số là cùng một cái Chrome nhưng mà mình tạo ra nhiều cái Chrome khác nè. Thì bạn tưởng nó an toàn đúng không? Thực tế là nó không an toàn, bởi vì những cái Chrome này nó đều dùng cái sụt chung của cái hàng Chrome ban đầu đó, nó không có tách biệt, đúng không? Cho nên trong quá trình mình xài mà lỡ mà cái mail này bị dính đúng không, thì nó sẽ lây lan qua những cái mail khác luôn, và kết cục là nó đi sạch, đi hết, và nó đi nguyên vàng. Một số người bị đi nguyên vàng là như vậy đó. Rồi cách khắc phục là chúng ta hạn chế làm cái này ha, bởi vì cái này là những cái kênh này mình không có quản lý kênh chính nha. Đa số là cái kênh của mình đều là kênh sạch và content 100%, cho nên thì nó không ảnh hưởng nhiều
Đó. Rồi mail của mình cũng là mail sạch luôn, mail cổ các kiểu. Rồi bây giờ cách khắc phục tốt nhất á, là bạn không nên xài cái Chrome này để mình đăng nhập vào cái kênh YouTube bạn cảm thấy là kênh chính đó. Và mình đăng nhập bằng một cái Chrome khác, đó gọi là Chrome Portable. Vậy thì cái thằng Chrome Portable này nó khác với thằng Chrome thường là như thế nào? Thằng Chrome Portable này á thì nó dạng như là nó là một thằng Chrome sạch vậy đi ha. Rồi trong quá trình bạn xài nó tách biệt, riêng biệt giữa cái trình Chrome này và Chrome khác, nhưng mà cái quá trình sử dụng nó như nhau thôi. Bây giờ mình test ha cho bạn xem ha. Thì ở đây mình tạo ra ba cái con via khác nhau nè. Đó thì mình vào đây ha. Đó một cái Chrome. Thì mình vào cái trình này nó chả có gì hết đúng không? Nó không có kết nối với những cái hàng khác. Rồi cũng là cái hàng Chrome đó thì mình vào đây. Đó. Nó không có kết nối với những cái hàng Chrome khác ha. Thì nó là như vậy đó, nó là một thằng Chrome sạch được người ta fix chấm hết. Và xài trên trình này thì nó ổn định và nó nặng hơn cái Chrome thường một xíu ha. Nhưng mà xài trên đây thì nó mượt, nó sạch, nó không có dễ bị fork ha. Và bạn dùng bạn cũng cảm thấy an toàn. Rồi. Cách khắc phục nữa là cách tốt nhất mà mình thường làm ha. Đây là mail nè. Nè. Mình ghi hơi lom nhom ha. Một mail là tạo không quá 5 kênh. Tốt nhất là 3 kênh là ok ha. Rồi. Ví dụ như bạn muốn làm 10 kênh thì sao, thì làm 3 mail. Bạn muốn làm 30 kênh thì bạn làm 10 mail chẳng hạn. Thì bạn tạo ra những cái Chrome Portable khác nhau. Rồi cái cách để tải cái Chrome Portable thì mình để ở dưới cái phần mô tả video ha. Bạn click vào để bạn tải. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài luôn. Đầu tiên là bạn tắt bỏ những cái trình mà đang chạy của Chrome ha. Khi mà bạn mở Chrome là cốc, bạn đều tắt hết. Tức là những cái trình mà liên quan tới Internet mình đều tắt hết. Rồi tiếp theo thì bạn tải cái hàng Chrome Portable này về, bạn chạy nó. Bấm vào đây ha. Bấm Run. Rồi Run. Net. Net. Rồi phần này là phần quan trọng nè. Nếu như mà bạn để mặc định á, thì nó sẽ chạy vào cái ổ C. Và chạy vào ổ C á, thì nó sẽ làm cho ổ C của bạn nặng lên ha. Thì tốt nhất thì cái chỗ này bạn nên là rao nó về một cái ổ khác ngoài ổ C. Ví dụ như mình rao vào ổ D. Rồi mình chọn nó là hàng Chrome đi. Rồi mình bấm là OK. Đấy. Rồi mình bấm là Install. Thì rất là nhanh chóng nó sẽ tạo ra được thằng Chrome này. Rồi bây giờ thì khi mà tạo xong á, đây ha, bạn đợi một xíu. Ok. Khi mà tạo xong thì nó sẽ có một cái trình như vậy nè. Đó, ví dụ như bạn sẽ note lại, ví dụ như là kênh YouTube ABC gì đó. Quan trọng là mình không ghi dấu nha, không ghi dấu nha. Rồi bạn vào đây thì mình đã có một cái trình Chrome rồi nè. Đó, Chrome này hoàn toàn mới, sạch sẽ, không có fork. Và mình làm việc trên đây nó cực kỳ ok và cực kỳ chất lượng. Rồi, thì mình nhắc lại ha. Thì cái cách để bạn tải cái Chrome này thì bạn click vào cái phần mô tả ở dưới video để bạn tải nha. Rồi video ngắn gọn như vậy thôi. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nha.